Thưa quý vị và các bạn, các cộng tác viên dân số là người trực tiếp ở cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền vận động người dân, thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực dân số kế hoạch hóa gia đình. Bởi dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài. Nghị quyết số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới đã chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Để tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cộng tác viên mới làm công tác dân số ở cấp cơ sở để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cộng tác viên dân số mới. Đây cũng chính là nội dung mà chương trình Dân số và Phát triển đề cập đến. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thực hiện kế hoạch số 29 ngày 3 tháng 4 năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Bình Dương về tổ chức thực hiện công tác dân số năm 2024, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công tác dân số dành cho những cộng tác viên dân số mới năm 2024. Theo đó, từ ngày 30 tháng 9 năm 2024 đến ngày 25 tháng 10 năm 2024, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh sẽ tổ chức 3 lớp tập huấn tại thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Tân Uyên cho khoảng 284 cộng tác viên dân số mới thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tại các xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố chưa được đào tạo tham gia lớp tập huấn. Hoạt động tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về dân số và phát triển cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số cấp cơ sở để đáp ứng tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Cộng tác viên tham gia các lớp đào tạo, tập huấn biết vận dụng kiến thức vào thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, có kỹ năng tham mưu, vận động, tổ chức thực hiện công tác dân số trong tình hình mới tại địa phương. Các cộng tác viên dân số sẽ góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn và quản lý đối tượng trên địa bàn quản lý. Mình mới tham gia đây thôi là vào tháng 7 năm 2023 tới nay. Rồi hôm nay là ngày buổi đầu tiên mình đi tập huấn việc mà quản lý về số trong tổ, chỗ mình cư trú thì mình nắm hết. Với lại như xung quanh các tổ đó thì mình phải chịu trách nhiệm 4 tổ. Theo mình thì mình cũng chưa thấy gặp khó khăn, tại vì mình đến mình nói phụ nữ với nhau á thì người ta dễ thông cảm và người ta cùng kết hợp với mình. Thuận lợi duy nhất là đến là các chị em phụ nữ á kết hợp với mình. Rồi nói chung là không có cản trở gì hết á. Ví dụ như là người ta kế hoạch sao, rồi người ta bao nhiêu con là người ta cung cấp hết cho mình. Tôi tham gia được 1 năm rồi. Lúc mà mình mới tham gia thì cũng hơi gặp nhiều khó khăn là mình tuyên truyền cho mọi người thì mọi người kiểu như người dân người ta không có hiểu ý truyền đạt của mình. Nhưng mà mình cứ cố gắng mình truyền đạt cho mọi người, mình truyền đạt cho mọi người hiểu thì mọi người bắt đầu là mọi người sẽ tham gia nhiều cái công tác về sau này hơn. Tôi tư vấn là dân số, về số hóa gia đình, nói chung là những cái điều gì mà ở khu phố người ta muốn thì mình học hỏi trên đó là mình dần dần mình tuyên truyền cho mọi người. Tôi thấy cái công việc này là nó cũng giúp ích được cho mình nhiều thứ trong cuộc sống của mình. Là mình có thể hiểu biết hơn về cái kiến thức của đời sống này nọ, rồi mình sẽ tuyên truyền cho mọi người biết nhiều hơn về cái cuộc sống sau này. Tôi cũng tham gia công tác dân số này từ hồi tháng 4 đến bây giờ. Nói chung là khó khăn thuận lợi cũng có. Thuận lợi tất cả cũng được tuyên truyền, vận động, cũng được qua tìm hiểu cũng được biết rồi, nhiều cái thuận lợi, cái khu phố cũng giúp đỡ là thuận lợi. Còn khó khăn thì cũng có nhiều khó khăn nhất là người thường trú thì nó dễ, nhưng khó khăn là cái là người tạm trú nhiều khi đến 20 lần không gặp người ta đấy, mà thời gian nó cũng rất là có hạn, nhưng không thời gian cũng có nhiều nên ấy là người ở thuộc khu phố thì qua vận động thì ở khu phố tham gia thì công tác dân số rồi cũng làm cộng tác viên dân số để phụ giúp và cánh tay nối dài của trạm y tế để nắm bắt dân số và những người trong độ tuổi sinh sản. Tham gia cái cộng tác viên dân số các gia đình này thì chúng tôi là
mới tham gia được quý bắt đầu từ quý 1 năm 2024 đến hiện tại đến thời điểm này. Về cái thuận lợi ấy, đặc biệt là chúng tôi thì là trong nằm trong cái ban điều hành khu phố của cục Bình Đức 3, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, thì trong quá trình đấy thì được cái sự hướng dẫn của trên, nhất là qua cái giao ban họp của trên phường để triển khai. Cái thứ hai là cái người mà chỉ đạo trực tiếp đến cho khu phố nắm được là cái, đặc biệt là bên cái cộng tác viên dân số của trên cho bên y tế trên phường là đưa xuống tất cả mọi vấn đề thủ tục giấy tờ sổ sách đăng ký ghi chép là chúng tôi có cái thuận lợi như vậy. Thế nhưng mà về cái khó khăn tôi thì bây giờ cái địa bàn bây giờ là cộng tác viên số thì bây giờ cái địa bàn nó cũng rộng. Cái thứ hai là nếu mà cái thường trú, cái dân thường trú ở chúng tôi thì là nó chỉ có một phần nào đó thôi, rất ít thôi. Thế nhưng mà trong cái lứa tuổi sinh sản sinh đẻ thì nó lại rất ít. Thế nhưng cái lượng công nhân làm ở các cái công ty xí nghiệp thì người ta là rất đông thấy cái đó. Thì mà chúng tôi nắm, tôi nói ví dụ như đi nắm cái dân số cái khóa gia đình này thì người ta ở trọ, người ta không phải là ở cố định một chỗ, có người ta ở vài tháng, có người là một năm người đi. Mà trong cái quá trình này theo dõi người ta là sinh sản rồi là tránh thai hay đặt vòng gì đó thì nếu theo dõi cả một quá trình cho nên là có cái khó khăn như vậy. Chúng tôi làm cái này ấy, thì là chúng tôi cũng là cái làm khu phố là cánh tay nối dài của phường thôi, là anh người trực tiếp đi mới dân. Thế trên là giao thì chúng tôi là phải tham gia, cái tham gia là cái phong trào đó tham gia, bởi vì qua cái tập huấn này, rồi qua cái học tập này, qua cái sách vở này, là cái này là cũng theo cái sự chỉ đạo của trên thì chúng tôi là giao chúng tôi phải làm, mới làm là chúng tôi là làm nhiệt tình đến nơi đến chốn, chứ không phải làm con loại khái, làm phải nắm cụ thể về cái này. Thực tế bây giờ mình ở cái trực tiếp với dân, mình phải nắm cái đó. Đấy. Mỗi một tổ nhân dân tự quản là bao nhiêu cái hộ dân, đến tôi phải làm cái này. Đấy, cái giao cho trách nhiệm chúng tôi làm. Thế nếu mà không giao mà không tôi không làm thì ai làm? Tất nhiên bây giờ làm ấy thì bây giờ ban mình khu phố này, rồi bên công tác mặt trận này, bên phụ nữ này là phải tham gia đầy đủ. Tại các buổi tập huấn, các cộng tác viên dân số được lãnh đạo viên chức chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh cung cấp những kiến thức, nghiệp vụ về chính sách dân số và phát triển trong giai đoạn hiện nay. Nội dung tập huấn xoay quanh các vấn đề như công tác dân số và các văn bản mới có liên quan, chức năng nhiệm vụ của cộng tác viên dân số, báo cáo thống kê chuyên ngành, tuyên truyền chuyển đổi hành vi, tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn, sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sau sinh, giới tính và giảm thiểu mất cân bằng giới sau sinh, tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đây là những kiến thức cơ bản mà đội ngũ cộng tác viên dân số mới sẽ được trang bị để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền tại cộng đồng, nhằm nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng yêu cầu của xã hội về sự phát triển bền vững, nâng cao chất lượng dân số ở mức cân bằng, ổn định và phát triển. Nói chung mình muốn tuyên truyền cho các chị em mình biết được là thí dụ như là như thế nào đó là tốt ấy, rồi giao lưu với các chị em để cho các chị em ngày mình càng tiến bộ hơn trong cái việc dân số rồi chăm sóc con cái. Sau những cái buổi học như vậy thì mình rút được kinh nghiệm, nhiều khi có nhiều kiến thức hơn, nhiều cái phương pháp để về mình quản lý tốt hơn trong cái khu vực. Buổi tập huấn hôm nay thì là em hiểu được là mình còn phải cái cách mình phát triển cái dân số của Bình Dương, mình tuyên truyền cho người dân về cái sự số hóa, sự dân số mà Bình Dương hiện giờ đang thiếu hụt. Mình có thể hiểu biết hơn về cái kiến thức mà hồi nãy cô cho má tuyên truyền cho mình thêm, là những cái việc mà về kiến thức của phụ nữ hay là về kế hoạch hóa gia đình. Thông qua buổi tập huấn này tôi cũng học hỏi được, rút kinh nghiệm được, biết những cách, thứ nhất là tuyên truyền được cho những người dân và nắm bắt được về công tác dân số, giúp tôi cũng trong quá trình làm dân số thuận lợi. Qua cái buổi tập huấn thì mình nắm được một là cái từ cái nhà nước nhà mình ấy là đề ra từ ngày cái mục tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình ấy từ ngày 26 tháng 12 đề ra từ ngày 26 tháng 12 năm 1961. Đấy là của cái nhà nước, chính phủ nhà nước mình. Thế mà về trong cái tỉnh Bình Dương này ấy, là ngày 20 tháng 9 năm 2018, thì qua cái buổi tập huấn thì chúng tôi là thấy được là nắm bắt cái này và làm sao bây giờ là một là cái phấn đấu ấy, là thấy nó
thế nó qua cái buổi tập huấn thì nó cũng mở rộng cái tầm nhìn để mà mình vận động là một, cái thứ hai nắm và hiểu biết được bây cái dân số nào, già hóa dân số nào, bởi vì cái này dân số thì cái mục tiêu phấn đấu là mỗi cặp vợ chồng có từ 1 đến 2 con, đặc biệt là mấy cái năm mà gần đây thì là một số tỉnh ấy, qua lần tập huấn này một số tỉnh là cái dân số là sinh nở là rất ít, chỉ 1,4, 1,3 thôi, nó không đảm bảo được, bởi vì cái không đảm bảo được thì sau này ấy, xã hội nó một cái gánh vác, một cái phần nặng nề cho xã hội là nó thiếu nhân lực, thiếu người lao động làm, nó già số hóa dân số. Thông qua lớp tập huấn, các cộng tác viên dân số mới được tiếp cận, trao đổi thông tin về công tác dân số và phát triển, hiểu rõ tầm quan trọng của công tác dân số đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương hiện nay, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân số trong tình hình mới, đó là không chỉ dừng lại ở việc vận động người dân thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình để nuôi dạy con cho tốt, tuyên truyền về sử dụng các biện pháp tránh thai. Công tác dân số chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển sẽ giải quyết toàn diện cả về quy mô, cơ cấu, phân bố dân cư và đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số. Khi đó, đội ngũ cộng tác viên sẽ được củng cố thêm kỹ năng truyền thông, tư vấn, vận động đối tượng cụ thể trong quá trình công tác tại cơ sở. Có kỹ năng trong công tác thu thập, cập nhật các thông tin biến động, nắm rõ cách ghi chép ban đầu và lập phiếu thu tin về dân số kế hoạch hóa gia đình. Vai trò của cộng tác viên dân số mới thì thứ nhất là cộng tác viên dân số mới là trực tiếp, là người trực tiếp tuyên truyền, vận động, tư vấn về công tác dân số cho cái người dân trên địa bàn mà cái cộng tác viên dân số đảm nhiệm. Thứ hai là người ta sẽ kiểm tra, theo dõi việc duy trì thực hiện các hoạt động về công tác dân số của các bộ ngành. Thứ ba là thực hiện chế độ ghi chép ban đầu. Và cái này cũng rất là quan trọng trong công tác thu thập số liệu, lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. Kế hoạch tập huấn cộng tác viên dân số mới của năm 2024 thì tổ chức là cho tất cả các đối tượng cộng tác viên dân số mới trên địa bàn. Thì năm 2024 sẽ tổ chức là 3 lớp cho cộng tác viên dân số của chính huyện thị luôn. Nhưng mà tổ chức lớp thứ nhất là ở Thuận An, lớp thứ hai là ở Tân Nguyên và lớp thứ ba thì tổ chức tại Thủ Dầu Một. Mục đích của cái buổi tập huấn cho cộng tác viên dân số mới là thứ nhất là nhằm trang bị, cung cấp kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân số cho cộng tác viên dân số mới. Thứ hai là để góp phần hỗ trợ cho cái công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn và quản lý đối tượng trên địa bàn. Cộng tác viên dân số đóng vai trò quan trọng trong việc đưa chính sách dân số đến với người dân. Đội ngũ cộng tác viên dân số là những người trực tiếp tuyên truyền về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, cũng như các hoạt động truyền thông dân số, theo dõi việc duy trì thực hiện các nội dung về dân số tại địa bàn quản lý, cung cấp số liệu cho trạm y tế xã, phường về biến động dân số. Cộng tác viên dân số có lợi thế là người sống cùng trong khu dân cư nên hiểu rõ nhu cầu, đặc điểm của từng đối tượng để lựa chọn cách thức trao đổi, truyền đạt các nội dung cho phù hợp. Các lớp tập huấn nghiệp vụ sẽ cung cấp, bổ sung thông tin, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cộng tác viên dân số tại cơ sở, tạo điều kiện cho họ tiếp tục phát huy tốt vai trò, năng lực hoạt động để có cách tuyên truyền hiệu quả, phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách dân số. Công tác tập huấn cộng tác viên mới là kế hoạch hoạt động của Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương nhằm xây dựng mạng lưới cộng tác viên có năng lực và tâm huyết với công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công việc trong tình hình mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của chiến lược dân số trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Dân số và Phát triển hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.